Hello, xin chào các bạn. Xuất hiện ở đầu video thì chắc chắn là các bạn đã biết mình muốn mang đến cho các bạn một điểm tin gì đúng không? Đó chính là điểm tin tuyển dụng. Thì ThinkPro đang tuyển vị trí tư vấn bán hàng. Và nếu bạn là một người mong muốn làm việc trong một môi trường năng động sáng tạo cũng như là chế độ đãi ngộ lương thưởng hợp lý, và bên cạnh đó bạn cũng đang tìm kiếm một cái môi trường để phát huy được hết những cái khả năng của bản thân, thì thực sự đây sẽ là một nơi để cho các bạn gắn bó trong thời gian tới rất là hợp lý. Và nếu mà bạn có nhu cầu apply vào vị trí tư vấn bán hàng tại cửa hàng ThinkPro thì mình sẽ gắn link ở phía bên dưới video để cho các bạn có thể dễ dàng gửi CV và dễ dàng để tham gia vào đại gia đình ThinkPro nhé. Và bye bye, cảm ơn các bạn. Các bạn hãy nhớ apply ngay nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro. Và sau rất là nhiều những ngôi trường khác nhau thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chuyên ngành mà có vẻ như là sẽ cần phải sử dụng đến máy tính rất là nhiều. Đó chính là chuyên ngành cơ khí của trường Đại học Công nghiệp nói riêng và các trường đại học khác nói chung. Và để xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải sử dụng những chiếc laptop như thế nào và nên mua chiếc laptop nào cho hợp lý trong những năm 2020 như thế này, thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay với bọn mình nhé. Và các sản phẩm này thì được bán tại cửa hàng ThinkPro với mức giá rất ưu đãi và hợp lý. Link tham khảo thì mình sẽ để phía bên dưới video nhé. Và chúng ta hãy cùng đi thôi. Đối với đặc trưng của chuyên ngành này thì chúng ta cần phải sử dụng bộ phần mềm CAD. Ví dụ như là chúng ta sẽ nghe đến những cái tên phần mềm như AutoCAD này hay là SolidWorks này. Ngoài ra thì cũng có những phần mềm khác. Thì đối với những phần mềm này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái chiếc laptop ở thế hệ cũ. Ví dụ như là M4008 cũng đã đủ để đáp ứng cho nhu cầu của các bạn rồi. Tuy nhiên thì mình có một khuyến cáo dành cho các bạn là nếu mà chúng ta sử dụng những chiếc laptop đấy thì ok, vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn thôi. Nhưng mà để tối ưu nhất trải nghiệm của các bạn cũng như là tốt nhất trong quá trình học tập cũng như làm việc của các bạn, thì những cái chiếc laptop mà đã ra mắt cách đây khá là lâu như vậy rồi thì mình nghĩ rằng nó sẽ không hợp lý lắm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 sản phẩm mà mình nghĩ rằng là sẽ hợp lý hơn dành cho các bạn, và đặc biệt là phù hợp với các bạn sinh viên cũng như là các bạn sinh viên ra trường rồi hay là đang trong quá trình học tập thì cũng đều ok. Đó chính là chiếc ThinkPad P50, chiếc Dell Precision 7510 và chiếc Acer Nitro 5 2019. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết của từng sản phẩm một nhé. Đầu tiên thì đối với chiếc ThinkPad P50, với thiết kế đặc trưng của dòng ThinkPad chúng ta có thể nhìn thấy đây, với thiết kế rất là chắc chắn, và đương nhiên hiện tượng flex trên cái sản phẩm dày như thế này là không hề có rồi. Và ngoài ra thì thiết kế nó rất là đơn giản và nó rất là phù hợp đối tượng mà sản phẩm này hướng đến. Và bên cạnh đó thì đối với dòng ThinkPad, về màn hình của nó thì nó mang đến cho chúng ta một cái viền màn hình hơi dày một chút, nhưng mà khi mà sử dụng những chiếc workstation với hiệu năng cao thì chúng ta sẽ cần phải đánh đổi một chút về màn hình. Và mình nghĩ rằng là các bạn đã xác định mua sản phẩm này thì đều đã chấp nhận cái việc mà màn hình như vậy rồi. Và ngoài ra thì chúng ta không cần phải một cái màn hình với màu sắc quá rực như là đối với các bạn làm ngành multimedia, mà các bạn chỉ cần một cái màn hình để đáp ứng nhu cầu của bạn. Thì đối với màn hình của chiếc ThinkPad P50 này sở hữu 67% sRGB cùng với đó là 53% Adobe RGB và độ sáng là 260 nits. Thì đối với một độ sáng như vậy, hỗ trợ tấm nền IPS, màn hình 15.6 inch, đương nhiên sẽ phục vụ tốt cái nhu cầu của các bạn rồi. Và ngoài ra thì đối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím cực kỳ ngon đến từ dòng ThinkPad, và đặc biệt là bàn phím full size, mình cũng không muốn nhắc đến quá nhiều ở đây nữa. Và bây giờ sẽ đi sâu hơn về cấu hình, bởi vì đây sẽ là một cái điểm mà các bạn sẽ quan tâm hơn khi mà các bạn sử dụng những cái chiếc workstation này để làm việc 2D, 3D. Thì sản phẩm ThinkPad P50 ở đây sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i7-6700HQ và 16GB cũng như là 512GB SSD, và sử dụng card đồ họa RAM 1000M. Và đương nhiên với một bộ vi xử lý như vậy thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm sẽ có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của bạn. Ví dụ như là làm các phần mềm AutoCAD, SolidWorks thì đều có thể đáp ứng được rồi, và cho các bạn một cái trải nghiệm cũng khá là mượt mà với bộ vi xử lý i7 thế hệ thứ 6 dòng chip điện năng cao rồi. Và ngoài ra thì nếu bạn nào muốn giải trí hay là chơi game trên cái sản phẩm này thì đều có thể đáp ứng được với những cái tựa game cơ bản nhẹ nhàng, ví dụ như FIFA Online hay là Liên Minh thì cũng có thể đáp ứng được. Ngoài ra nếu mà chơi những tựa game nặng thì chúng ta nên cài đặt ở mức setting vừa phải thôi, thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm mượt mà hơn. Ok, đã lướt qua một chút về ThinkPad P50 rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với sản phẩm thứ hai, đó chính là chiếc Acer Nitro 5. Thì đối với Acer Nitro 5 2019 thì tại sao mình lại nhắc đến nó ở đây? Đầu tiên thì nói về thiết kế bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái thiết
kế với chất liệu nhựa khá là chắc chắn, mặc dù là bản lề nó chưa được ổn cho lắm, nhưng mà đối với cá nhân mình thì khi mà sử dụng đến những cái tác vụ như là làm đồ họa hay là chơi game thì chúng ta cũng đều không cần phải sử dụng quá nhiều đến cái tác động quá nhiều đến cái bản lề ấy. Đó nên là đó cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn đối với anh em đâu. Và bên cạnh đó thì đối với chiếc Essential 5 này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó nổi bật hơn so với thế hệ tiền nhiệm trước đó, và nó sẽ rất là phù hợp đối với những ai thích những cái sự hầm hố, thích sự gaming ở trong một cái chiếc laptop mà chúng ta vừa có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc cũng như học tập. Thì đối với chiếc Essential 5 này chúng ta sẽ có một cái bàn phím cũng khá là ổn, và bên cạnh đó thì màn hình với viền màn hình mỏng, và đặc biệt là với chất lượng hiển thị cũng là độ bao phủ màu cũng ở mức chấp nhận được. Và đương nhiên đối với sản phẩm Essential 5 mình đang có ở đây sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5-9300H, cùng với đó là 8GB RAM và 256GB SSD, và card đồ họa rời của nó sử dụng là GTX 1650. Và đối với một card đồ họa rời GTX 1 bộ vi xử lý i5 thế hệ thứ 9 dòng chip H, dòng chip mới rồi, thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh em rồi. Và đương nhiên là khi mà mình nhắc đến đây thì đều có thể làm được những cái tác vụ và những cái phần mềm mà anh em cần phải sử dụng trong quá trình học tập cũng như là làm việc. Ngoài ra thì đối với tản nhiệt của chiếc Essential 5 này thì nó còn mang đến cho chúng ta một tản nhiệt khá là tốt. Với nhiệt độ khi mà chúng ta làm những cái tác vụ đồ họa 2D hay 3D liên tục trong thời gian dài thì nhiệt độ của nó chỉ khoảng từ 70 độ thôi, và đó cũng khá là mát so với những cái chiếc laptop mà chúng ta cần phải làm những tác vụ nặng rồi, đúng không nào? Và ngoài ra nữa thì đối với chiếc Essential 5 này đang có một mức giá rất hợp lý, khoảng tầm 19 triệu hơn tại cửa hàng ThinkPro thôi, nên là các bạn hãy nhớ lưu ý để có thể sở hữu ngay chiếc Essential 5 này nhá. Và cuối cùng thì chúng ta hãy cùng đến với một sản phẩm, đó chính là chiếc Dell Precision 7510. Và có vẻ đây là một sản phẩm mình giới thiệu rất là nhiều dành cho các bạn sinh viên kỹ thuật rồi. Thì đối với chiếc Dell Precision 7510 này thì nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế bề ngoài cũng khá là đơn giản, và bên cạnh đó thì nó có phần mộc mạc nữa. Và khi mà chúng ta được sờ tận tay, dây tận mặt thì chúng ta mới thấy rằng là nó cũng toát lên một cái sự sang trọng nhất định trên chiếc Dell Precision 7510 này. Và bên cạnh đó thì việc sở hữu một cái bản lề chắc chắn, cùng với đó là đa cổng kết nối đủ để phục vụ cho anh em trong quá trình học tập và làm việc, không cần phải bỏ ra một khoản tiền để mua hấp chuyển, cũng là một cái lợi thế đến từ chiếc Dell Precision 7510 này dành cho các bạn sinh viên, đúng không nào? Và ngoài ra thì bàn phím của chiếc Dell Precision 7510 này sử dụng là bàn phím chiclet, có hành trình phím khá là sướng, và đèn bàn phím cũng ở mức ổn để cho anh em có thể có một cái trải nghiệm tốt nhất trên cái bàn phím này. Và có một điểm trừ mà mình muốn nói đến, đó chính là touchpad của nó hơi rip một chút. Tuy nhiên thì sau một thời gian chúng ta sử dụng thì nó sẽ cải thiện được cái hiện tượng đó. Nên là nếu mà ai mà mua cái chiếc Dell Precision này để sở hữu thì anh em hãy nhớ chú ý điều này nhé. Và ngoài ra về màn hình của chiếc Dell Precision 7510 này thì mang đến cho chúng ta một cái màu sắc trong, tươi và sống động. Nó tuy chưa được đẹp bằng ThinkPad P50 nhưng mà nó vẫn mang đến những cái điểm lạ trong thiết kế về màn hình của chiếc Dell Precision 7510 này. Và đối với chiếc Dell Precision 7510 thì sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i7-6820HQ, cùng với đó là 16GB RAM và 512GB SSD. Và đương nhiên nó sẽ vẫn giống như hai sản phẩm đầu tiên, vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập cũng như làm việc của anh em. Và đặc biệt là tản nhiệt trên những cái sản phẩm Mobile Workstation này thì mình cũng không muốn nói đến quá nhiều, bởi vì thực sự nó mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm tản nhiệt rất tốt. Và bên cạnh đó thì sẽ nhắc một chút đến vấn đề mình không thích, thì đó chính là touchpad mình vừa nói ở trên rồi. Và ngoài ra thì còn một điểm nữa, đó chính là nó hơi nặng một chút. Tuy nhiên thì đối với các bạn nam khi mà sở hữu những cái chiếc Mobile Workstation này để lấy một cái hiệu năng tốt thì chắc chắn là chúng ta đã sẵn sàng tâm lý, đó chính là một chiếc laptop với thiết kế nó hơi nặng một chút rồi, đúng không? Và trên đây thì mình cũng đã mang đến cho các bạn 3 sản phẩm mà mình nghĩ rằng là các bạn sinh viên cơ khí sẽ tối ưu được cái quá trình trải nghiệm cũng như là tối ưu được giá tiền, đặc biệt là phù hợp đối với các bạn sinh viên cũng như là các bạn mới ra trường học các ngành cơ khí ở các trường đại học trên toàn quốc rồi. Và các bạn có suy nghĩ gì hay là các bạn có chia sẻ gì thì hãy nhớ comment phía bên dưới video. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhé. Và các bạn muốn mình tư vấn về môi trường nào hay là khoa nào thì cũng hãy nhớ chia sẻ phía bên dưới nhé. Bye bye.